Xin chào các bạn. Hôm nay mình cũng mới vừa về một cái lô loa Landray liền công suất của thương hiệu Linh Pro Audio. Đây là một cái thương hiệu cao cấp của Tây Ban Nha. Thì cái bộ này mình về để mình lắp cho một cái dự án bệnh viện. Thì nó gồm có 8 cái loa Landray đôi liền công suất 1400W bass 25 và hai cái loa xích đôi 18 inch liền công suất 6000W. Thì đây là toàn bộ loa này đều sản xuất tại Tây Ban Nha, made in Spain. Và nó tích hợp công suất của hãng PowerShop. Thì như các bạn cũng đã biết thì hầu như những cái thương hiệu lớn đều sử dụng cái lựa chọn cái thương hiệu PowerShop để tích hợp trong những cái sản phẩm loa liền công suất của mình. Thì hàng thì cũng mới về thôi, còn nguyên thùng đây. Thì bây giờ mình sẽ khui một vé và ráp vào cho các bạn xem. Thì một vé sẽ gồm một cái loa xích đôi và 4 cái loa full. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Ok, thì mình cũng định lắp 4 cái, nhưng mà 4 cái Landray thì nó hơi cao và nó cũng khuất cái tầm camera, các bạn không thấy được. Thì mình lắp đây 2 cái, để tí nữa mình sẽ xoay cái mặt sau ra để cho các bạn xem cái cấu tạo phía sau. Vì cái loa súp nó cũng hơi nặng, chồng cao quá, thí xoay nó hơi vất vả. Thì đây là cái mẫu Landray GXR LA210A. Thì nó nằm trong cái series GXR của Linh Pro Audio. Thì cái mẫu này trong cái series của nó cũng có những cái dòng súp để đi kèm, như là GXR15A hoặc là GXR D18A. Nhưng mà cái bộ cái dự án này mình kết hợp cùng cái mẫu súp này mới hơn và rất là đẹp. Thì mẫu súp này là CLX218A. Thì cái mẫu này là súp đôi 5 tắc, nó tích hợp công suất lên đến 6000W. Ok, bây giờ mình sẽ khám phá về cái loa Landray trước. Thì đây là cái mẫu 2 bass 10 inch và một cái loa kèn 1.4 inch tích hợp công suất 1400W. Thì phía trước thì nó có mặt lưới với thiết kế là cái lỗ lục giác. Bên trong thì có lớp vải để có thể chống bắn nước hoặc là bảo vệ cái hệ thống loa bên trong. Thì nó thiết kế hai cái loa bass và một cái loa kèn ở giữa. Thì loa kèn kết hợp với ống dẫn sóng có thể có cái góc phủ ngang 100 độ và cái góc phủ dọc thì tùy theo cái số lượng loa mình treo. Ở đây có logo của Linh. Ok, giờ mình sẽ xoay về phía sau. Để. Thì nói cái mẫu loa này nó cũng khá là nhẹ thôi, nó không có nặng lắm. Mình có thể xoay hai cái được. Thì cái phần tay này thì nó có hai tay cầm hai bên và những cái hai cái tay sắt bằng sắt phía sau, rất là chắc chắn và rất là cứng cáp. Thì ở trên mặt lưới này thì nó có những cái móc treo đi kèm để chúng ta kết nối giữa hai các cái loa với nhau.
Ok, thì đây là cái phần sau. Để mình zoom cái camera lại một tí cho các bạn xem cho nó. Thì trên này nó có logo của Link Pro Audio hoặc Không Gió. Đây là có cái mã sản phẩm GXR LA12A, điện này là điện ô tô volt 90-264 made in Spain EU. Thì đây là bên này là nó có cái hai cái trạm để chúng ta đấu nguồn, thì nguồn thì chúng ta có thể link các loa với nhau, thì nó có đi kèm theo những cái rác này. Thì ở giữa này nó có cái thanh để cho chúng ta điều chỉnh cái độ cong của loa, rất là đẹp. Ok, thì bên này là cái màn hình. Thì đây là cái màn hình điều khiển của cái loa này. Đây là màn hình IPS 2.8 inch. Nó sử dụng cái phần mềm điều khiển của Link Pro Audio. Nó tích hợp công suất 1400W. Thì trên này thì nó có một cái nút điều khiển, khiển cái hệ thống này. Đây có hai cái dây để chúng ta đấu để điều khiển hệ thống qua mạng. Đây là cái cổng vào loa. Đây là nút để cho chúng ta điều chỉnh cái màn hình như này. Và đây là cái cổng để đấu nối với máy tính. Thì cái loa này nó có dãy tần từ 60Hz đến 20kHz. Mức áp lực âm thanh là 135dB. Thì cái công suất tích hợp là 1400W, 800W cho cái loa LS và 600W cho loa tần số cao. Cái bộ xử lý thì tích hợp là bộ xử lý DSP của Link với cái bộ lọc FIA. Chúng ta có thể điều khiển qua Internet và USB điện ô tô volt. Cái thùng của nó được làm bằng gỗ bạch dương 15mm. Cái kích cỡ của cái loa này là chiều ngang là 790mm, chiều sâu là 436 và chiều cao là 298, trọng lượng là 31kg. Rồi thì đó là những cái thông số cơ bản của cái loa Lion Ray GXR LA210A. Ok, thì giờ chúng ta sẽ đi đến cái shop này để mình lùi camera ra một tí để cho các bạn xem cái vào shop. Thì cái loa shop này khá là đẹp. Đây là cái mẫu CLS218X. Thì nó gồm có hai cái bát 18 inch, tương đương với bát 5 tắc đó, coi 405. Coi 405 là tầm mà cỡ coi 125 đó. Kết hợp công suất 6000W Class D. Thì nó có một cái trạm đấu nguồn và dây tín hiệu phía trước. Bên góc thì cái để cho chúng ta có thể set up cái hệ thống sub cardioid. Thì cái dòng sub này thì nó nằm trong cái series mới của Link. Nó là CLS, thì nó thường đi với loa Lion Ray CLS 212 cùng series. Nhưng hôm nay mình thiết kế
đi kèm cái GXR này, một cái sự kết hợp khá là mới mẻ. Thì nó cũng giống như cái hệ thống trên, loa line ra trên, thì nó cũng có một cái màn hình điều khiển 2.8 inch và có các cái hai cổng để kết nối internet để điều khiển trên cái nền tảng OCS của Link. Cùng đó là có thể giám sát bằng cái phần mềm dự đoán Rainbow 3D. Thùng thì thùng gỗ bạch dương. Ok, để mình xoay cái mặt sau lại cho các bạn xem. Cũng khá là nặng. Cái sấp này nó có trọng lượng là lên đến 105 kg. Thiết kế khá là đẹp. Ok, để mình xoay lại. Ok, thì đây là cái mặt sau của cái loa xích đôi liền công suất 6000W của Link. Thì cái mẫu này có mã là CLX218X. Thì phía sau nó cũng có một cái màn hình cũng giống như là cái hệ thống điều khiển giống như loa line ray. Thì nó cũng có hai cổng để chúng ta điều khiển qua internet, hai cổng internet để chúng ta điều khiển qua cái phần mềm trên cái nền tảng OCS. Cổng tín hiệu vào và một cái nút điều khiển cái màn hình, có màn hình 2.8 IPS. Thì cái loa sub này là loa sub hai cái bass 18 inch coi 4.5 inch. Nó có dải tầng từ 30Hz cho tới 100Hz. Mức áp lực âm thanh lên đến 142dB. Tích hợp công suất class D 6000W. Có thể điều khiển qua cái bộ xử lý DBS của Link. Điện autovolt 100 đến 240V. Vỏ thùng bằng gỗ bạch dương 15 đến 18mm. Kích thước của cái loa sub này là 600, chiều cao là 60, chiều ngang là 1m2 và chiều sâu là 77. Ok, đó là một cái các cái thông số chính của cái loa này. Mình vừa giới thiệu qua cho các bạn cái hệ thống loa line ray liền công suất của Link Pro Audio, sản xuất tại Tây Ban Nha. Thì nó có cái loa line ray đôi 2x10 inch, đó là GXR LA210A và cái loa sub CLX218X. Thì cả hai cái sản phẩm này đều tích hợp công suất và sản xuất tại Tây Ban Nha. Thì vài bữa nữa khi mà mình lắp cái công trình này, mình sẽ làm tiếp một cái video để test cái hệ thống loa này. Thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái sản phẩm này tại cái đường link website bên dưới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Vui lòng nhấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Cảm ơn các bạn.